Cái năm 27 là muốn có con thì em mới đi khám, bác sĩ đông tây y, bác sĩ mới nói là thôi bây giờ là bị tinh trùng nó không có đầu, cho nên nó rất là khó có con. Thì bắt đầu mới đi bắt thuốc nam, thuốc bắc uống. Uống được hết năm 2017 á, nó cũng không có luôn. Xong rồi em mới nản, thì là nản luôn. Nản quá rồi mới 2018 là nhậu nguyên năm. Xong rồi lúc đó là vợ em á mới buồn, kêu em bỏ nhậu. Nói em không có bỏ nhậu được, thế thôi ngồi trước cửa luôn, ngồi trước cửa quán đó, rồi uống nước, nó có gì vậy? Nó có quà tặng cho em xã nè. Thế nó quà gì? Cái em lấy ra cái hộp. Nếu là cái hộp cái mở qua cái là lấy lúc mình đọc là mình đọc nhìn xong cái hình cuối cùng là cái que thử thai. Nó hai dập rồi lúc đó là cái này mà rút ra là nó xỉu. Dạ nó cực kỳ hạnh phúc luôn. Lúc đó em tự nhìn được cái em khóc luôn, em nhìn như vậy em cái em cũng khóc luôn. Hai đứa em nhiều khóc quá vậy khóc luôn. Ôi trời, hai vợ chồng mạnh mẽ quá, tính quá luôn. Trời đó, nghe nè, em trai em đeo gì rồi đi tới đi lui rồi cái tay nó có nặng không vậy? Thôi thôi anh. Cái răng nó có ảnh hưởng không? Nhai nó có bị lâu lâu nó có bị cứng vô cái răng của mình không? Dạ cũng em quen rồi, chỉ có điều là ăn gà mà xé thịt ra thì nó hơi khó hơn. Dạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Em tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Trinh, nhưng mọi người thường gọi nickname của em là Triệu Bo. Dạ năm nay em 32 tuổi, em buôn bán kinh doanh về phụ kiện thời trang, với lại xỏ khuyên bơ sinh á, bây giờ là giới trẻ làm nhiều á. Cái lỗ tai em như là xỏ hết luôn phải không? Dạ chưa, vẫn còn. Thường người ta là triệu view, triệu like, có em đây là triệu bo. Dạ, thật là tên bo, tên mẹ của em. Hồi nhỏ thì thường người ta hay gọi em là bo con á, là con của mẹ, nên giờ lớn rồi vẫn là tên bo luôn. À nhưng mà tại sao lại bỏ chữ triệu vô? Dạ họ có ngoại em. Có ý là ý. Triệu là của ông ngoại, còn Bo là của mẹ. Cho nên là nickname là Triệu Bo chứ không phải là Bo Triệu. Bây giờ mời Triệu chồng. Em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Thì em tên là Phương Gốc, và tên thiệt của em là Nguyễn Thành Phương. Em 32 tuổi, thì em đang làm xăm nghệ thuật với lại bà xã em. Ôi ôi chị ơi, nghe cái nickname là Phương Rock như vậy là chắc chắn đây đã từng tham gia trong một cái chương trình nhạc rock hoặc trong một nhóm nhạc rock gì đúng không? Đầu rock đi em. Dạ em thì tên em Phương Rock thôi chứ em chơi bolero anh ơi. Bây giờ người ta làm tha thu phong cách của người ta như vậy. Nhìn nó đúng không? Sao bolero quá vậy? Ừ thì kệ chứ trời. Hát thử câu đi. Dạ. Nhiều lần ngập ngừng muốn ngay. Tiếng yêu đương sao không thành công. Dạ. Cái đó là phải bolero không? Dạ. Cái đó nhạc hoa mà. Rồi sao hai đứa gặp được nhau? Chắc đi xăm gặp nhau quá đúng không? Dạ, vợ chồng em mà quen nhau lâu rồi, từ hồi thời đi học á. À vậy đó hả? Đó là chưa có một cái gì trên người. Dạ chưa có gì hết. Từ đầu tiên của các em gặp nhau là cái gì? Cái tượng đầu tiên là lúc mà đi học về, bạn em chở em trước cổng trường á, đang chờ mấy bạn về chung. Thì tự nhiên sau lưng em vỗ cái bóp cái ai trời. Cái vừa quay qua một cái rồi thấy bả. Cái bả làm là sao vậy? Lộn người. Bả nhìn em bả tưởng đâu là bạn bả. Giả lộn người đó. Giả lộn người. Bả đang đi với bồ bả nữa. Rồi xong rồi em mới đi. Rồi chàng nhỏ nào cũng dễ thương của vậy ta. Thì sau mấy ngày đó lại bắt đầu mới để ý bả. Mà bả lúc đó bả cũng đặc biệt lắm anh. Khi mà đi học á là lúc nào cũng đeo cái lắc chân mà len can vậy đó. Đó khi mà em vô lại cái lớp em là ngồi gần ngay phòng giám thị. Còn vợ em là lúc đó là đi học luôn luôn đi trễ. Mỗi lần mà bả vô là cái trường im đen nghe, len can rồi xong nhìn ra cửa là biết bả vô. Thương hiệu mà. Nhưng mà sao đi trễ quá vậy? Do làm điệu quá đúng không? Dạ đúng rồi, do hơi điệu. Trường học mà nó dài không mà từ thứ hai cho tới thứ bảy luôn. Mỗi ngày một bộ. Mỗi ngày một kiểu tóc, mỗi ngày một đôi giày. Quá điệu. Là ở nhà là lúc ấy mẹ sửa soạn cho hay tự em? Dạ tự. Điệu mày ngọt ngọt mà dẻo lắm. Nhưng mà đến lúc nào thì em mới biết chồng em để ý bạn em xin số thì em mới biết. Đến khi nào thì hai đứa mới bắt đầu là thích nhau? Cũng dài lắm mới thích nhau. Mấy tháng rồi. Ngày xưa thì đâu có số điện thoại di động đâu. Ngày xưa xin hồi bàn. Phương xin bạn em mà em không có cho. Rồi xin phải hai người luôn á. Rồi không biết sao tiền hôm đó vương bụng cái gì á. Cái cho số điện thoại mà cho số hồi bàn.
rồi Phương gọi lên tổng đài, Phương dò kiếm địa chỉ nhà. Hôm nay mới mua di động rồi mới điện ra, mới nhắn tin làm quen cái kiểu rồi. Nhưng mà lúc đó là cô này là của có người chở đi. Dạ lúc đó là em cũng chỉ muốn làm bạn nói chuyện, tâm sự nói chuyện chơi thôi anh. Thế đó là cái bạn đó với lại vợ em thì mới có mâu thuẫn hay gì đó thì mới không quen nữa, không chở đi học nữa. Thì lúc đó em mới bay vô an ủi cái kiểu đồ. Đến khi nào thì em mới có cảm tình với Phương? Hình như là em nhớ là hình như cũng phải 3-4 tháng sau á, lúc đó vẫn học 11. Phương, rồi khi nào thì em mới tới nhà của Bo? Cái đó chắc cái bữa mà đám cưới của anh vợ em. Ở nhà mới sửa sang nhà cửa lại cho chuẩn bị đám cưới thì lúc đó em mới qua em phụ sơn cửa sơn nhà đồ. Mà lúc đó là hai đứa là chính thức yêu nhau rồi đó phải không? Yêu nhau được 5 năm luôn. Có nghĩa là 5 năm sau em mới tới nhà. Em chỉ đứng xa nhà thôi mà gần lại chút. Cái gần cái đứng trước cửa nhà vậy thôi chứ chưa vô nhà. Chưa bao giờ vô nhà hết. Khi mà làm mệt quá rồi đó. Đang làm cái mệt cái em cũng quên cái cởi áo qua cái ông già vợ ông già vô ông thấy mới. Trời, mày xăm nhiều vậy mày. Vợ em thì đó giờ giấu đâu có biết đâu. Xong bắt đầu là lúc đó là quýnh quán rồi đó. Mà ông cũng nói mấy câu đó. Thì nó nhìn nó đàng hoàng vậy. Nhưng mà xăm thấy nhìn thấy ghê quá. Trời ơi, cái gì mình bận áo rồi vô. Cái đừng có để nó cầm tay đánh giá. Và lúc đó còn khó khăn vậy. Đúng rồi. Thì lúc đó thì em nói như thế nào với gia đình? Dạ thì nói là tại vì là chỉ là sở thích thôi. Chứ thật sự không có quậy phá gì hết. Ông này cũng mê xăm từ nhỏ rồi đúng không? Dạ. Thì ngoài cái mê xăm ra đó, thường á những cái tay mà thích xăm á là thích có thêm những sở thích khác, ví dụ như xe cộ nè, thích mô tô. Xăm thì là phải đi xe đổ đó, xe mà ngầu á. Anh ấy có mê xe đổ? Dạ có, thích đi đổ xe. Ngày xưa đi xe quay Bô Đam nè, nịnh đầy đường á. Hồi nhỏ lúc mà em tuổi cũng 13-14 tuổi, trong cái lúc đó là ở nhà mới đòi ba em mà mua chiếc xe về đó, mua chiếc xe về xong có bắt đầu đi chơi với cái kiểu. Rồi ổng mới giúp nhà cũng khó khăn, cho nên ổng cũng bấm bụng muốn mua cho em chiếc quay về. Mua về là em vừa mua về là em quậy pantalon nó liền, tháo ra sơn màu khác rồi bắt đầu độ lên, rồi xưa cam xong nồi dinh lớn gì đó, Bô Đam gì đó, chạy em độ lên chạy. Thời gian đó sau này cái quen bả cũng lấy xe đó chở đi chơi. Mà xưa mà mấy chiếc xe chạy vậy là vợ là ngầu rồi, chạy cái mặt là ngầu rồi. Cái bữa đó đi nhìn đi sinh nhật bạn em, cái cũng có hơi men cũng xỉn, cái đang chạy về có hai thằng kia đi với xe khác tấp vô đầu xe em, nẹt vô em. Trời, mày nẹt tao hả? Chạy. Rồi hai người mới chạy đua luôn. Đua thì qua tới ngay cầu Nhị Thiên Đường. Thì vừa qua dốc cầu đó, thì thường thường em chạy quán tính em mà tới cái giữa chân cầu là em quẹo vô Phạm Thế Hiển. Tại nhà vợ em chổng. Thì bữa đó là vừa qua tới chân cầu là em vừa qua đó luôn rồi. Cái em ôm cua luôn. Và lúc đó tốc độ cũng khoảng 90 á. Em ôm vô luôn mà thắng đâu được nữa đâu. Hết thắng được rồi. Rồi em mới vợ em mới bay no. Bay từ trên cầu bay xuống cầm cầu luôn. Trời ơi. Là cái xe á, là hai vợ chồng em là bay ra. Cái là cái xe văng xuống từ trên đầu xuống cầm cầu. Còn hai chồng em nó mày văng như cái nóc nhà người ta. Trời. Mình rớt xuống. Trời ơi trời. Giống như là ông bà táo dán trần vậy. Một cái ấm. Trời đất ơi. Xong mình ngồi giữa cái xe lúc cái ấm cái nữa. Trời nhìn vừa nhìn cái xe nó. Trời chết rồi. Tiền đâu sửa nữa. Trời ơi. Cái vừa quay vợ em cái. Trời. Nguyên cái kính chiếu hậu cắm thẳng đầu á luôn. Trời ơi, cái gì vậy trời. Cái em quơ rồi nè. Vừa quơ qua một cái rớt xuống. Hên nè, dính cái tóc thôi. Chứ không có gì hết. Trời ơi. Má ơi, nó kể mà nghe nhộn. Nghe nhộn ngạt. Cái xe làm sao? Dạ, còn xe, xài được không? Xe bán luôn rồi chị. Thấy chưa, bán luôn, tôi bán đi. Thấy ghê quá. Chắc nó xuống cao lắm. Ủa nhưng mà là có một cái động cơ gì đó mà khiến cho hai đứa cưới nhau không? Dạ, tại vì ba Phương bị bệnh. Dạ rồi ba Phương sợ là sau này không có cưới được nên ba kêu Phương cưới. Rồi xong em mới qua nói bả là thôi đám cưới nha. Em chưa đồng ý luôn anh. Xong rồi dắt ba má qua hỏi ba má em luôn á. Sau đó là em mê cái nghề của chồng luôn. Dạ đúng rồi, em thì không có thích xăm nhiều đâu nhưng mà tại vì do làm nghề á nên xăm từ mới thích chứ thật sự ngày xưa chưa có thích đâu. Ở được mấy năm, 1-2 năm á là chuẩn bị muốn có cái đỡ năm sau được tính có em bé rồi, tại vì tuổi chung tuổi rắn luôn, chuẩn bị cái em bé bắt đầu mới nghe em á nó mới về nó anh hai ơi nói gì vậy bộ em có bầu rồi nói trời xong ra xong rồi thôi được rồi để thôi hai vợ chồng nó bàn lại là thôi tạm gác cái chuyện con bằng bên để lo cho em mình lấy vợ trước, tại vì lúc đó là ba mất rồi thì ở nhà chỉ có má em với lại em thôi. Dạ dừng lại hết cái dự tính là dừng lại hết, tức là mua nhà cho nó ở riêng luôn. Là tại vì sợ nó công chị dâu em chồng ở chung nhau gây lộn cái kiểu mình không thích cho nên thôi mua nhà ở riêng luôn đi.
xong rồi bắt đầu mấy năm sau nữa, bắt đầu tới năm 2007 là muốn có con, thì em mới đi khám, bác sĩ đông tây y, bác sĩ mới nói là thôi bây giờ là bị tinh trùng nó không có đầu. Cho nên nó rất là khó có con. Thì bắt đầu mới đi bắt thuốc nam, thuốc bắc uống. Uống được hết năm 2017 á, nó cũng không có luôn. Xong rồi em mới nản, thiệt là nản luôn. Nản quá rồi mới 2018 là nhậu nguyên năm. Xong rồi lúc đó là vợ em á mới buồn, kêu em bỏ nhậu, nói em không có bỏ nhậu được, xong rồi cứ buồn quá, giận em bỏ đi Đà Lạt chơi mình, còn em cũng giận em bỏ đi luôn, em bỏ đi về Nha Trang luôn, nhậu đã, nhậu cho đã. Xong rồi bắt đầu hai chồng là mới gây lộn quá trời, cái vợ em kêu thôi bây giờ xuống nói chuyện đi, xuống về Đà Lạt nói chuyện xong rồi bắt đầu mới thôi giờ về mình làm về đi. Rồi xong rồi có gì bỏ qua hết. Lúc đó là vừa đi Đà Lạt về á, là em chính chưa biết gì hết á. 2 tháng sau á, vợ em mới rủ em qua cái quán cà phê mà lần đầu tiên em với vợ em quen nhau uống á. Nói là đi uống nước không? Ừ, đi uống nước. Nhưng mà xui đóng cửa. Tối hai đứa mới chạy ra ngoài đó. Xui nó đi trễ quá, nó đóng cửa lại. Thế thôi ngồi trước cửa luôn, ngồi trước cửa quán đó. Rồi uống nước, nó có gì vậy? Nó có quà tặng cho ông xã nè. Thế nó quà gì? Cái em lấy ra cái hộp. Nếu cái hộp cái mở qua cái là mấy cái hình của em với vợ em chụp đó giờ từ lúc mà 2007 quen nhau tới bây giờ. Trời ơi. Lúc mình lật mình đọc nhìn xong cái hình cuối cùng là cái que thử thai. Nó hai dập. Rồi lúc đó là cái này mà lúc em là nó xỉu. Dạ nó cực kỳ hạnh phúc luôn. Lúc em cũng nhìn được cái đó khóc luôn. Em nhìn như vậy em cái em cũng khóc luôn. Hai đứa em khóc quá vậy khóc luôn. Ôi mà cái bà này bà cũng răng mương, bà làm cái chuyện mà làm cho người ta bị gọi là bị cái cảm xúc nó vỡ luôn á ha. Còn em lúc mà em thử cái que đó, cái lúc đó em sao? Em nhớ là em mua chắc phải 10 que á. Tại vì em không có tin á, ủa làm sao mà em có bầu được. Em nghĩ vậy á. Em mua từ que bình thường có mười mấy ngàn, em mua tới que 20 ngàn, cái mua 200 mấy, hay mua 300 mấy luôn. Cuối cùng vẫn là hai dập. Dạ vẫn là hai dập. Anh nghe em kể và em nói thì cảm xúc của em đúng đó, anh cũng xúc động. Bây giờ mình sẽ cho tụi nó vỡ mộng. Đúng rồi. Vậy thì những cái tật xấu của Phương này nó nhiều không? Nhiều lắm, nhiều lắm. Tật xấu mà xấu nhất của Phương luôn là nhậu, ậu. Nhưng mà nhậu vô về có hành vợ, hành con hay là dạ, thay đổi bản tính không? Ngày xưa thì không ở chung thì không biết, còn sau này ở chung rồi là thôi đừng nói, nhậu tới không biết chơi chăn gì hết, về nằm lăn giữa nhà ngủ. Sau thời gian đi nhậu là em nhắn tin kêu đi về, là về ok, dắt xe nè, dắt xe 3 tiếng sau ổng chưa thấy dắt về nữa. Mà em la ổng trong lúc ổng nhậu có khi nào ổng bực ổng lớn tiếng nào không? Anh thì cũng cự qua cự lại miết á. Ở vô. Em có hai cái shop đồ, một cái shop xăm, một shop bán đồ. Mà vớ của ổng quăng từ ngoài cửa quăng cho tới toilet luôn, cũng còn quăng. Lúc mà anh cứ bước vô là chỗ nào cũng có một chiếc vớ khắp đời. Vớ lẻ đó phải không? Dạ, đúng rồi, còn chiếc này không biết đâu nữa. Ngày xưa quen nhau lãng mạn lắm, còn cưới nhau về lãng xẹt á. Thường thường người mà làm nhiều quá vô tâm lắm. Có tặng quà không? Không, nhắc mới tặng. Không phải tiền đâu tặng, em gom hết rồi. Thấy Phương rồi, mỗi lần mà mình mua quà mình tặng bả thì bả sẽ hỏi mình một câu là tiền ở đâu đúng không? Dạ. Quỷ đen á, anh tôi có gọi là quỷ đen á. Có hút thuốc không? Đó. Trời ơi, hút thuốc thì đừng nói. Nhà em thì học trò em nhiều lắm. Ông hút thuốc ông quăng, em không cho hút nhà. Nên đâm ra ông hút sẽ dục ra trước cửa. Mà ông hút vậy thì học trò em có con trai không mà. Rồi cũng dục theo. Tới chiều tối á, anh mà gom chắc phải chắc 4 gói có luôn á. Để em chửi em quét xong rồi em vô em chửi trực từ thầy tới con trò. Thầy và học trò cùng hút. Trời ơi, nó hút. Rồi bây giờ tới Phiên Phương á. Em thấy nó hoàn hảo hết, nhưng mà được cái là bây giờ còn nóng tính. Hồi xưa thì hiền lắm, bây giờ càng lúc càng ngày càng nóng tính. Bản chất nó chị đại mà. Mà mỗi lần cãi vã với em thì to tiếng hơn em hay là em ác tiếng cũng? Dạ em to tiếng hơn, chứ em thua. Thế nào cãi thắng thế nào? Bình trung bình 10 trận thì em thắng. Em thắng hết 10 trên 10 luôn hả? Dạ 10 trên 10. Anh hỏi thiệt nghe, có khi nào Phương động tay động chân với em không? Dạ không, chỉ có em thôi. Nói là đàn ông khổ lắm anh ơi. Nói là một thì thôi. Nói dẫn dưới cơ đúng không? Tại vì trong Phương thì chỉ đi làm thôi, còn em là ở nhà quán xuyến hết mà. Phương hay bị chửi lắm. À em chửi Phương mà.
Vậy hả? Cái đô thị mà không tự biết luôn á. Vậy giờ Phương mong vợ thay đổi cái gì? Em chỉ muốn vợ em là bớt nóng tính lại thôi. Nếu mà vợ em nóng vậy, em nóng lên luôn theo vậy nữa thì hạnh phúc nó, dạ hạnh phúc nó nứt lại nứt hơn nhiều hơn nữa thì thường Phương đi nhậu về anh biết chưa? Đó có nghĩa là nó không nghe nên nó tương tác đi bầu hoài. Bây giờ hai đứa tương tác đi dạ. Bớt nhậu lại đi, bên đây tự đột nhiên người ta bớt nóng à. Anh nói em cái lúc mà anh mà có đứa đầu tiên rồi anh mừng vô cùng luôn, và để có kế hoạch thêm đứa thứ hai anh đã phải bỏ hết tất cả mọi thứ, không cà phê, không thuốc lá luôn, mút rồi không cà phê, không bia. Hoặc là nói em có một cái điều gì muốn nói với vợ và vợ có điều gì muốn nói với chồng đó. Đây là cái dịp để cho các em có thể bày tỏ cái tình cảm của mình với người bạn đời của mình. Thế em quay quay mặt đi đi biên thể, các em mới tự nói chuyện với nhau. Thôi đi sân khấu các em. Nhưng cái dịp có chương trình Vợ Chồng Son á, thì bà xã mong á, ông xã luôn phải dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Đừng có nói nữa mà phải phải làm. Mà làm là phải có tâm một chút. Làm thôi mà giống như là chỉ giận hờn cái làm được vài bữa rồi thôi. Chỉ muốn là dành thời gian nhiều thôi, vì ông xã lúc nào cũng bạn bè là đầu số 1. Số 2 là chỉ có gia đình lớn của ông xã, còn mình là một cái gia đình nhỏ. Cái gia đình lớn thì chắc chắn mình phải quan tâm, mình phải lo rồi. Nhưng mà vợ mình với con mình sẽ giống như là đi suốt của cuộc đời. Thì nói chung là mình ông xã sẽ cố gắng để cho tất cả mọi thứ nó đều vun hòa với nhau hết. Rồi gia đình nhỏ của mình, hai chồng mình với con mình thì mình cũng đã nói hết rồi, mình cũng đã cố gắng, mình đang làm thực hiện theo những cái mà chồng mình muốn. Thì em sẽ hứa em sẽ sau này em sẽ cố gắng dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, dành nhiều hơn cho bà xã với con mình. Ông xã nói là 14 năm qua chưa bao giờ mà ông xã có được một cái lời cầu hôn dạng là nó là đàng hoàng với bà xã. Cưới nhau cũng là ba bệnh mới cưới, cũng là này kia mới cưới. Nhân dịp này ông xã nếu mà cho bà xã chọn là một lần nữa, bà xã có đồng ý làm vợ ông xã không? Bỏ qua tất cả làm vợ ông xã nha, cho ông xã một lần nữa cơ hội để chăm sóc bà xã với mình nha. Đồng ý. Đeo đi ông xã, đeo cho bà xã đi. Trời đất ơi, nó nổi bật luôn rồi đó. Ôi, một góc thật thiệt á. Tin không? 2 tuần nữa hoặc 3 tuần nữa thử dính nữa, dính đàn trai nữa. Cái quan trọng là sao ngày hôm nay tất cả mọi thứ sẽ được dung hòa. Đúng rồi, bạn bè đưa xuống số 3 nha Phương nha. Nếu có tin vui gì nhớ báo cho chị Vân và anh Thượng biết nữa nghe. Hai đứa em mời luôn, mời luôn đèn hát luôn. Rồi, xin chào.